vì sao cây tùng La Hán có giá trị cao? Phần 3. 3. Điểm nhấn của không gian sống, tùng La Hán là cây cảnh hoàn hảo cho mọi gia đình. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không gian sống của chúng ta không chỉ là nơi để sinh hoạt mà còn là nơi để thể hiện cá tính và phong cách của bản thân. Và cây tùng La Hán chính là điểm nhấn hoàn hảo cho mọi không gian sống. Với sự đa dạng trong kiểu dáng và màu sắc, cây tùng La Hán có thể phù hợp với nhiều loại không gian sống khác nhau, từ căn hộ nhỏ cho đến những ngôi nhà sang trọng. Đây là một lợi thế lớn cho những người yêu thích cây cảnh nhưng lại băn khoăn về việc sắp xếp và trang trí không gian sống của mình. Không chỉ vậy, cây tùng La Hán còn có giá trị tinh hoa vượt trội, mang đến cho không gian sống sự sống động và sự lịch lãm. Những nét đẹp độc đáo của cây cũng thể hiện sự tinh tế của thiên nhiên, tạo nên một môi trường sống đầy cảm hứng và thư giãn. Cây tùng La Hán cũng được biết đến là cây cảnh độc đáo mang lại nhiều giá trị về phong thủy và sức khỏe. Việc sở hữu một cây tùng La Hán không chỉ tạo ra một không gian sống đẳng cấp và đầy phong cách, mà còn giúp cải thiện sức khỏe và tăng cường sự cân bằng trong cuộc sống. Với những ưu điểm vượt trội này, cây tùng La Hán chính là lựa chọn hoàn hảo cho mọi gia đình. Hãy sở hữu ngay một cây tùng La Hán để tạo nên một không gian sống đầy phong cách và tinh tế, và để trải nghiệm những giá trị vô giá mà loại cây cảnh này mang lại. Chúc bạn tìm được cây hữu duyên với mình. Nếu bạn quan tâm đến nội dung này, hãy vào trang cá nhân Vườn Tươi Tốt để tìm hiểu thêm về tùng La Hán, bonsai và sân vườn nhé.